Nhóm bốn người mới đây phản đối một trạm thu phí ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA hôm 15 tháng Giêng rằng họ sẽ kiện về việc họ bị một đám đông hàng trăm người giam lỏng và làm hư hại ba chiếc ô tô hôm 14 tháng Giêng. Sự việc xảy ra tại trạm thu phí An Sương An Lạc được lập ra theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT nằm trên đoạn quốc lộ 1 chạy qua quận Tân Bình, Sài Gòn. Tháng trước, trạm này nhiều lần phải cho xe cộ đi qua mà không thu phí vì tài xế phản đối nhà báo Trương Châu Hữu Danh, một trong bốn tài xế liên quan vụ việc, cho biết chiều ngày 14 tháng Giêng, khi nhóm của anh tới trạm An Sương An Lạc và đặt các câu hỏi mục đích của trạm là gì, trạm thu phí gì, thì nhóm đã bị hàng trăm người, cả sắc phục lẫn thường phục bao vây và sau đó bị xe cẩu đưa tới một nơi khác, cách trạm 50 mét. Nhóm tài xế nói họ bị giam lỏng tới sáng ngày 15 tháng Giêng, bị lập biên bản về tội gây ủng tắc giao thông và không chấp hành mệnh lệnh người thi hành công vụ. Trước khi được thả cùng ngày, nhóm này nói họ không sai phạm gì, nếu xử phạt họ sẽ kiện ra tòa. Các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí vô lý là vấn đề nhức nhối của Việt Nam trong suốt gần 2 năm qua, với nhiều cuộc phản đối lớn diễn ra ở một loạt các địa phương trên khắp đất nước.